Đừng có biến cái gia đình mình, cái nơi đó thành ra cái chỗ lạnh. Cơm lạnh khó ăn, canh lạnh khó nuốt. Người sống mà lạnh với nhau làm sao dễ gần được? Chỉ có khi nào người chết nó mới lạnh ngắt thôi. Còn mình còn sống, còn thở là còn hơi ấm. Mà còn hơi ấm tức là trái tim chúng ta còn nóng và còn đập. Mà hãy còn nóng còn đập thì chúng ta còn cảm giác, còn có cái nhận thức. Khi nào mà người thân của mình buồn mình nhận ra không? Nhận chứ. Bữa nay nét nhìn khác tôi biết mà, phải không? Biết hết á. Bởi vì mình có trái tim để cảm mà, mình có con mắt để nhìn mà, mình có cái tai để nghe mà. Đóng cái cửa cái rầm là tôi biết rồi. Bữa nay dọn chén để xuống cái bóp là tôi biết rồi. Mỗi lần mời anh mấy đứa nhỏ ra ăn cơm, bữa nay không có, muốn kêu ổng mà không kêu, tụi quỷ đâu rồi ra ăn cơm. Có không? Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ Việt Nam mà nhà sắp sửa cúp điện á, Việt Nam mình mà cứ tuần lễ cúp điện mấy ngày á, mà buổi chiều là sắp sửa cúp điện là nghe cái câu này quen lắm: mấy cha nội ra ăn cơm. Trời tối rồi ăn cho con dọn. Hồi nhỏ mà nhớ là mỗi lần mà sắp sửa cúp điện là cái câu này nó răng rãng ở hàng xóm. Có không? Rồi nhưng mà khi mà nếu như mà cái nhà đó mà họ lạnh quá, họ chịu không nổi rồi bắt đầu là gì? Nó lạnh ở ngoài thôi mà ở trong nó làm sao? Nó nóng, bực. Bực không thèm nói, cho nên lạnh ở ngoài nhưng mà ở trong bực lắm. Ở trong là lửa nó sôi. Quả diệm bây giờ nó không có quá hồng liên, mà quả diệm càng ngày càng tăng, chứ phải kiếm một cây quạt ba tiêu. Hồi xưa cái câu chuyện trong Tây Du Ký đó, mà Tôn Ngộ Không mà đá cái lò luyện thuốc của Thái Thượng Lão Quân, rồi cái lửa đó nó rớt xuống, nó rớt xuống, rồi nó thành ra một cái lò lửa diệm sơn. Diệm là lửa, sơn là núi. Mà bây giờ muốn đi qua cái núi đó, thầy trò của Ngài Huyền Trang đi không được. Đi không được. Bây giờ muốn quay về. Những người muốn quay về là những người thối chí nản lòng. Duy có một người là Tôn Ngộ Không có trí muốn đi tới. Mới hỏi: Tây Phương Cực Lạc ở đâu? Nó ở phía đó, phía Tây. Quả Diệm Sơn nằm ở đâu? Nằm ngay đó. Bây giờ muốn qua khỏi cái đến Tây Phương Cực Lạc là phải qua cái ngọn núi này. Cuối cùng phải đi mượn quạt ba tiêu. Quạt ba tiêu là quạt gì? Quạt cây chuối. Mà cây chuối là nó không có cái ngòi, nó từng bẹ nó đắp lại. Lột một bẹ này, lột hai bẹ, lột ba bẹ, lát nó sạch trơn. Tượng trưng cho người muốn thắng được cái sân si của mình thì bản thân mình sống phải vô ngã. Chính vô ngã mới mình là cây chuối, cho nên mình phải học hạnh cây chuối. Mình còn ngã, mình chấp mình là hay, mình là phải, mình là đúng, cho nên lửa nó mới lên. Mà khi nó lên rồi là cái diện mạo của mình, một là xanh, hai là tái. Rồi bữa nào mà nó phát ra nữa là nó đỏ rần. Mà không có bao giờ người nào mà giận mà đẹp hết đó. Mà ai mà nói trời ơi em giận nhìn cũng đẹp, cái đó là ta đang gì đó. Một là ta thiện tình, ta vuốt cho mình xuống. Còn nếu mà mình không có cơ hội mình nuốt là phừng lên nữa, biết là người ta đang ghẹo mình. Không? Em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Lúc thương á. Lúc thương á. Lúc thương á, em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Nghe vậy cái bắt đầu kéo vạt áo lên mân mê. Còn nếu mà có cái khăn là có anh này kỳ ghê vậy. Cho nên khi mà mình lạnh á, nhưng mà ở trong mình nóng, ta kêu nóng lạnh.
Mà cái người nóng lạnh thì không biết đường đâu rồi. Nó giống như thời tiết của Úc vậy. Sáng nắng chiều lạnh, không quen là bệnh chết. Thưa đại chúng, là ở Úc người ta cũng có những cái chuyện người ta nói muốn biết người Úc ra sao chờ chút xíu biết. Thật sự ra cái đó là một cái ví dụ về thời tiết, phải không? Nhưng mà ở đây mình mới nói rằng cái gì gọi là nóng lạnh. Khi mình bệnh á, là cái thân thể của mình á, nóng lạnh á, là một loại bệnh. Trước khi Pháp Hòa qua đây, trên máy bay ra phi trường là Pháp Hòa bị cảm sốt nóng lạnh. Quý vị biết là ngồi trên máy bay nó lạnh mà mồ hôi nó tuôn, mà nó đến mức độ là phải có một cái khăn ngồi lao liên tục. Mà sợ là tới Úc là nằm bẹp mấy ngày, cho nên uống thuốc liên tục. Rồi nhắm mắt lại nói Quan Âm ơi, muốn con đi, Quan Âm phải hết bệnh. Mà thiệt, xuống tới Sydney là khỏe, lướt được tới bây giờ. Cho nên có nhiều cái khi cái trạng thái mình rất là bực cái người kia, gọi là nóng, nhưng mình lạnh nhạt với họ, mình không nói chuyện với họ, gọi là lạnh. Đó là một cái địa ngục vô gián. Địa ngục vô gián. Vô gián là gì? Là không bao giờ chấm dứt, gián đoạn sự khổ. Người đó đi ra mình cũng thấy bực, người đó lên lầu mình cũng thấy bực, người đó bới tô cơm ăn mình cũng thấy bực, bới tô cơm mà lỡ rớt mấy hộp cơm mình cũng bực nữa, ăn xong mà không rửa chén mình cũng bực nữa, mà rửa xong úp không đúng chỗ mình cũng bực nữa. Tại vì khi mà bực rồi là cái gì nó cũng bực, kiểu bực bội. Bội tức là chỗ nào mình cũng có thể bội được. Rồi thì khi mà nóng lạnh hết rồi thì bây giờ bắt đầu tới gì? Tới một ngày nào đó mình chịu không nổi, mình bung ra, bắt đầu hết mình chiến tranh lạnh, rồi bắt đầu chiến đấu. Mà chiến đấu là trước hết là đấu khẩu. Đấu khẩu trước, nói qua nói lại một câu. Rồi đôi khi mình thiếu tế nhị hơn, mình đấu khẩu giữa hai vợ chồng, nhưng mình lại đem luôn cả dòng tộc, cha mẹ bà con ra mình mắng luôn. Tôi không bao giờ quên đâu, hồi đó má bà làm khổ tôi. Tôi không bao giờ quên đâu, hồi đó má ông làm khổ tôi. Bởi ông cũng giống bà lắm. Nhiều khi tôi nhìn thấy ông là tôi thấy bà rồi. Có không? Thưa đại chúng, tất cả những cái đó không có gì hết. Nó là một cái gì rất thật trong cuộc sống của chúng ta. Mà chúng ta học Phật là để chúng ta nhận biết những cái trạng thái của tâm. Nóng, lạnh, buồn, vui, nó tâm hành mà. Tâm hành tức là những cái tâm nó liên tục, nó biến khởi. Mà người tu của chúng ta thường nói là tu tâm á, thì chúng ta phải biết tâm mình đang biến khởi cái gì để chúng ta tu nó. Mà tu được nó tức là gia đình mình ổn. Mà gia đình mình ổn thì gọi là tu nhà. Mà hễ mà tu nhà mà ổn rồi, mình ra tiệm, ra chợ, ra chỗ mình làm việc cũng tu được, gọi là tu thị. Vì sao mình có tu thị, tu gia được? Là tại vì mình có tu chùa. Tu chùa tức là mình về chùa mình học Phật. Nãy giờ Pháp Hòa nói cũng không ngoài cái điểm là chúng ta tu tập học Phật để chúng ta nhận biết giáo pháp của Phật soi sáng cho mình. Cho nên pháp của Phật đó là hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Nếu mình muốn đưa gia đình mình lên hướng thượng thì buộc lòng mình phải học tốt để đưa gia đình mình lên thiện. Thiện là tốt, thượng là cao. Mình muốn đưa cái gia đình mình lên cao thì phải học cái tốt. Cái gì tốt mình học. Không bao giờ giận mà chúng ta nói được những lời dễ thương. Giận là luôn luôn nói những lời không dễ thương. Mà hễ chồng là Quan Công thì vợ là Quan Âm.
Chứ nếu mà chồng là quan công mà mình là bình lửa, mình chồng là lò lửa mà mình là bình xăng nữa thì nó đốt hết. Cho nên Quan Âm mới cầm bình nước có nhành dương liễu. Tại sao không cầm cái nhành khác mà cầm nhành dương? Bởi vì nhành dương liễu mềm mỏng, tùy thời mà đưa nhưng mà không có gãy. Mình sống cũng vậy. Có những lúc mình biết sống là phải hiểu nhau. Sống là phải hiểu nhau. Vì hiểu nhau cho nên mới nhịn được nhau, cho nên mới nhường được nhau. Không hiểu nhau làm sao nhường nhịn được. Cho nên á, vợ chồng còn được gọi là bạn đời. Vợ chồng còn gọi là bạn đời. Những người bạn trong cuộc đời mình, mà người bạn đời này là người thân gần với mình nhất, mình phải hiểu người đó nhất, và ngược lại người đó cũng hiểu mình nhất. Truyền thống Việt Nam mình á, mỗi khi mà đám cưới á, vợ chồng xoay lại xá nhau một xá, cái đó gọi là tương kính như tân, quý trọng nhau như bạn. Chứ vì kính trọng nhau như bạn cho nên mình sẽ cẩn thận cái lời nói của mình. Mình chiến tranh lạnh xong rồi mình bắt đầu đấu khẩu, mà hễ mà đấu khẩu mà nặng nề nữa thì tới gì? Tới gì? Đánh lộn. Hồi nãy là gây lộn. Biết lộn mà cũng gây rồi đấy. Rồi bây giờ mới đánh, bắt đầu mới đánh. Cái này không phải Pháp Hòa nói cái chuyện của người ta, nhưng mà Pháp Hòa nói một cái ví dụ để đại chúng, cái câu chuyện này có thật để đại chúng mình nghe, mình hiểu. Cách đây 2 năm, có một người phụ nữ, chồng đi làm về, thì ông chồng mới nói mệt, thì bà vợ mới nói đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Thì ông chồng nghe như vậy thì xong rồi, thì ông chồng đứng dậy, thì ông chồng ngồi ngay cái miếng đất, miếng dưới sàn luôn. Bà vợ mới tưởng ông chồng mới làm biếng không chịu đi tắm mà nằm ngay giữa đường ngủ. Bà tức cái mình, bà đi vô trong phòng tắm, bà lấy cái cây máng màng tắm á, bà đem ra bà đập ổng. Thì trong khi mà đập ổng đâu được 1-2 cây gì đó, thì ông này nhồi máu cơ tim, heart attack chết. Thì thằng con nó ở nhà nó thấy rõ ràng là má đánh, thì bắt đầu kêu cảnh sát tới. Kêu cảnh sát tới thì bà phải vô tù. Rồi điều tra đủ thứ hết, bây giờ cái nhà nó tan nát. Thằng con bây giờ nó đứng về phía bên nội nó, nó thưa má nó. Trước khi Pháp Hòa qua đây, bà có lên khóc với Pháp Hòa. Bà là người ngoại quốc, thì bà khóc với Pháp Hòa, rồi bà nói bây giờ cái nhà của bà muốn giữ cho đứa con, nhưng mà bây giờ đứa con nó cứ đem luật ra nó xử, thì bây giờ cái nhà phải bán đi, rồi chia tiền cho nó phân nửa, rồi cộng thêm á, cái tiền mà nó dưới 18 tuổi á, nó kêu là child support, bà phải bù thêm vô cho nó, coi như mất hết. Thì Pháp Hòa mới thưa đại chúng là trong đó là một trong muôn ngàn những câu chuyện mà chúng ta được nghe, được thấy trong thế giới con người của chúng ta. Và thưa đại chúng, ở trong kinh nói địa ngục ở đâu? Nơi nào có chúng sanh, nơi đó có địa ngục. Nghĩa là gì? Bởi vì còn chúng sanh là còn tham sân si, mà còn tham sân si là còn gây gổ, tranh chấp. Thậm chí quý vị thấy như vợ chồng còn có những cái việc như vậy. Và mình nghe hoài báo chí cứ đăng chồng đâm vợ, giết vợ liên tục. Cho nên cái khi mà chúng ta sống với nhau, lạnh nhạt với nhau, rồi gây gổ với nhau, như mới vừa đây cách đây chừng tháng đó, một ông đi làm ở bên Mỹ rồi gây gổ với người boss. Người boss đuổi việc, ông về nhà móc cây súng vô trở lại hãng, ông bắn cái người mà đuổi việc ông. Rồi sau đó ông tự vẫn luôn ở bên Mỹ. Nhiều lắm. Cho nên thưa đại chúng, rồi sau khi mà gây với nhau, đánh với nhau, rồi cuối rồi kết đó là gì? Rồi bỏ đi. Chồng về nhà của chồng, tới nhà bạn ngủ. Vợ đi về nhà ba mẹ ruột ngủ.
Mà hễ mà ba mẹ mà gả con rồi mà thấy tự nhiên nửa đêm xách gói về là biết rồi đó, không dám hỏi. Nhưng mà biết có chuyện rồi, cha mẹ bắt đầu lo lắng. Rồi cuối cùng bỏ đi thời gian rồi thì bắt đầu tới gì nữa? Ly dị, chia tay, kiện tụng. Mà cứ chia tay là phải có kiện tụng. Nói như vậy đó là nói những cái gọi là bất đồng, những cái bất hòa trong những gia đình của chúng ta. Bây giờ Phật dạy vợ chồng hạnh phúc thì nên thực tập 4 điều. Người ta thường nói đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Đồng tâm, đồng chí, đồng hành. Cái gì mà cũng đồng thì việc thành như không. Thì thưa đại chúng, Đức Phật có dạy chúng ta, nếu như chúng ta có duyên là vợ chồng thì chúng ta hãy là người đồng tính. Đồng tính tức là gì? Tức là cùng một niềm tin. Cùng một niềm tin là vợ chồng có thể làm cho cái gia đình này hạnh phúc. Nếu mà nói về đức tin, tín ngưỡng, cùng một cái tín ngưỡng cũng vẫn đỡ hơn, đỡ có sự xích mích. Tuy rằng á, lúc đầu nói đạo ai nấy giữ, nhưng mà khi đi vào có con cái rồi nó cũng khó lắm. Những người mà cởi mở thì nó khác, và những người không cởi mở thì nó rất là khó xử. Cho nên vợ chồng mà cùng một đức tin, ví dụ như á, chồng đi chùa, vợ cũng đi chùa, hai vợ chồng cùng ở chùa, ở tới khuya không sao hết. Nhưng mà nếu chồng đi chùa mà vợ không đi, hay là ngược lại, thì một người nào mà đi hồi hộp lắm, đi phải canh về sớm. Mà nhất là mấy cô, chồng mà ở nhà mà mấy cô mà đi chùa là mấy cô hồi hộp lắm, tại lát về sợ dũa. Mà cái đó là một cái khó chịu. Cho nên nếu mà mình cùng một cái đức tin với nhau, một cái tính với nhau, thì sẽ làm cho nhau thêm hạnh phúc. Pháp Hòa đã từng gặp, mà Pháp Hòa nghĩ rằng ở đây cũng có rất nhiều gia đình vợ chồng con cái cùng tu nó đỡ lắm. Bây giờ cha mẹ mà đi chùa mà con cái không đi, mà nó 14, 15 tuổi nó ở nhà mình cũng lo lắm. Đi rồi cũng phải tranh thủ về, tại mình sợ nó ở nhà nó đi chơi với bạn bè, hay là nó không lo học hành. Cho nên mấy con nhớ 14, 15 tuổi mà ba mẹ có rủ đi chùa con cứ đi, đi cho ba mẹ yên tâm. Nhiều khi cái món quà mà con tặng cho cha mẹ lớn nhất là con đi chùa với ba mẹ. Ba mẹ cũng chẳng cần con phải mua quà gì, mà con đi chùa với ba mẹ, con vô chùa con lại Phật với ba mẹ thì ba mẹ đủ vui rồi. Tại vì ba mẹ biết rằng cái nơi đó là nơi thiện lành mà ba mẹ mong mỏi con đi tới. Bây giờ con đi tới con nói con không hiểu tiếng Việt, không có sao hết, ít nhất con cũng thấy được hình ảnh chùa, và con biết đây là văn hóa truyền thống. Con chưa nghe được cái tiếng nhưng mà con hiểu được cái cảnh. Rồi mai mốt mà ba mẹ có 100 tuổi già thì con biết con phải đi về đâu để tìm người giúp đỡ lo lắng cho ba mẹ. Và con tiếp tục con duy trì những cái đó cho cha mẹ. Cho nên cái món quà mà các con có thể tặng cho ba mẹ được là cùng với ba mẹ đi chùa. Hay là một tháng con cùng với ba mẹ ăn chay một ngày. You can join your family, your parents for a full day of vegetarian to show your love, to show your communication. Đó là đồng tính. Rồi thứ hai là gì? Rồi đồng giới. Đồng giới nghĩa là vợ chồng cùng cái xí chí nguyện tu hành với nhau. Thí dụ như là Pháp Hòa thấy nhiều khi vợ quy y, chồng không chịu quy y. Rồi cái vợ vô chùa nói con ghi lên luôn cho ông xã con quy y. Nhưng mà ổng biết vậy đó, quy y giùm mà. Có không? Có vụ quy y giùm. Cái đó là tại vì vợ thương quá, muốn chồng mình cũng quy hướng Phật Pháp.
Nhưng mà có một cái nỗi khổ là nhiều khi vợ không nói ra được. Cho nên nếu nhiều khi á, vợ chồng mà coi phim mà vợ mà nghe giảng là cũng cả một vấn đề. Cho nên rất là khó. Thì bây giờ mình cùng với nhau, Phật dạy để hạnh phúc gia đình mình tăng trưởng, mình chịu khó một chút. Pháp Hòa ví dụ như là có nhiều khi vợ tu á, cũng đừng, hay là cha mẹ tu á, cũng đừng bao giờ từ chối những cái bữa tiệc con cái mời. Có nhiều khi con cái mời đi ăn, nói thôi ba mẹ ăn chay, ba mẹ không đi. Đừng có đặt cái chuyện đó là quan trọng. Cái quan trọng là mình đi với con cái. Còn cái chuyện mình ăn cái gì là tùy theo cái thích của mình. Thí dụ như mình ăn salad, mình ăn cái gì được chay mình cứ ăn. Mà cái quan trọng là con cái muốn có sự có mặt của mình thì mình không nên từ chối. Mình muốn con mình đồng tính, đồng giới với mình mà mình không đồng với con thì làm sao được. Quý vị nhớ là Phật đi về với chúng sanh, chứ hiếm khi chúng sanh về với Phật. Mình là quên Phật dễ dàng, chứ còn Phật đâu có quên mình. Cũng giống như là mình nhớ người yêu mình nhiều hơn, chứ ít khi nào mình nhớ cha mẹ. Nguyễn Bính cũng có câu đó: mẹ cha thì nhớ thương mình đi thương nhớ người tình xa xôi. Thành thử ra bây giờ quý vị biết đó, cái chữ đồng ở đây có nghĩa là đôi khi nếu mình thấy người kia chưa đi đồng với mình thì mình chịu khó lui về để mình đồng với người ta. Cái tu là cái chỗ đó. Mình có thể chạy bộ thì cũng chẳng xá gì phải đi bộ. Mình chạy còn được mà huống chi đi bộ, mà trong khi người ta chỉ đi bộ thôi. Thì thay vì mình đi bộ mình chạy trước thì thôi mình lui lại mình đi. Quý vị để ý nha, có nhiều khi á, hai vợ chồng đi chung đi chợ, ổng đi ta te đằng trước, đi trước cho rốt cuộc đứng đằng kia ổng ngọn chờ. Có không? Có gì không đi nhanh. Cho nên nhiều khi có cái câu người ta mới nói đó: muốn đi cho mau tới thì hãy đi một mình, còn muốn đi tới đích thành công thì đi chung. If you want to arrive sooner, you go by yourself. If you want to completely successful, go together. Cho nên mình đi, mình là người tu. Bây giờ tạm thời mình nói mình có tu đi, ông kia có tu, bà kia chưa tu thì mình tu. Thì mình là người có tu thì không chấp trước chi những người chưa tu, mà mình phải đồng mình với người đó để mình cảm hóa được người đó. Hồi Pháp Hòa đi học high school, đi vô trong lớp, trong trường, những người bạn cùng lớp không bao giờ gọi Pháp Hòa là ông thầy tu. Một là gọi chú tiểu, hai là gọi tên nói chuyện. Mà có một đứa bạn học, nó mới bắt đầu biết Phật thôi, nó đi tới đâu ta kêu ê ông thầy tới kìa. Tại nó gặp ai nó cũng giảng hết đó. Còn những đứa bạn cùng một lớp với Pháp Hòa đó, nó ngồi ở ngay cái locker, nó ăn, Pháp Hòa cũng ngồi dưới đất ăn với nó. Nó vô trong cái quán cafeteria, cái canteen nó ăn, Pháp Hòa cũng vô ngồi đó. Thì nó ăn gì nó ăn, mình cứ lấy bánh mì tàu hũ, bánh mì chả lụa mình ra mình ăn bình thường. Mà riết rồi từ từ nó đi theo Pháp Hòa về chùa. Thì Pháp Hòa muốn nói như vậy để thưa với đại chúng là trong gia đình của chúng ta cũng vậy. Mình đôi khi á, mình hướng con chiều à, trời sao con tu quá, mười người già con không chịu tu. Bây giờ mình phải nhìn lại cái cách đi của mình. Mình đi kiểu đó sao ta đi nổi. Chủ nhật ngày có mấy tiếng đồng hồ mà niệm Phật hết 6 tiếng rồi. Bắt niệm Nam Mô Di Đà Phật 6 tiếng đồng hồ. Rồi đi vòng vòng nữa, rồi lả người, rồi làm gì nổi nữa. Cho mình tu làm sao có giờ có giấc để người thân của mình cùng tu được với mình. Bây giờ con mình không ăn chay được nhiều, một tháng ăn ngày ăn chung. Mà đừng có rằm mùng 1 gì hết. Không cần rằm mùng 1. Thí dụ như mỗi thứ chủ nhật hay mỗi thứ hai ăn chay đầu tháng, cái thứ hai đầu tháng nấu một ngày chay đó cả nhà cùng ăn. Cái đó là Bồ Tát quyền thừa, là những vị Bồ Tát biết ứng dụng phương tiện đi gần với chúng sanh. Cho nên xin thưa, tại sao các Bồ Tát có tóc, Quan Âm có tóc, Thế Chí có tóc, Văn Thù có tóc, Phổ Hiền có tóc,
rồi đeo vàng vòng tùm lum, nói Bồ Tát tu biểu Phật tử đừng đeo, Bồ Tát đeo tùm lum. Nó có cái ý là tượng trưng rằng Bồ Tát độ chúng sanh thì không rời chúng sanh. Chúng sanh để tóc mình cũng để tóc, chúng sanh đeo những cái đó mình đeo. Ý tượng trưng là Bồ Tát là lân mẫn gần gũi với chúng sanh, chứ chúng ta không rời chúng sanh được. Thí dụ bây giờ quý thầy đi giảng kinh, giảng pháp mà lúc nào cũng đem kinh ra nói, quý vị nghe sao vô. Thỉnh thoảng cũng phải nói chuyện đời sống hàng ngày gia đình qua lời của Phật dạy. Mà đạo Phật là đạo cho con người sống tốt, sống vui, sống hạnh phúc là đúng với đạo Phật. Còn đạo Phật mà để nói xong rồi mình lơ lửng trên mây không là không phải của đạo Phật. Đạo Phật là đạo cho con người. Con người còn ăn, Phật dạy ăn mà ăn có chánh niệm. Con người còn có gia đình, sống với vai gia đình, vợ chồng con cái, thì Phật dạy những bài kinh liên hệ tới vợ chồng con cái, chẳng hạn như kinh Thiện Sanh. Con người còn làm ăn buôn bán, có chủ có tớ, Phật dạy một bài kinh chủ đối với tớ, tớ đối với chủ. Thí dụ Phật dạy là người chủ đối với người làm nè, phải sử dụng người làm cho đúng cái khả năng của họ, phải trả lương cho đàng hoàng, không ép công ép sức người ta. Thỉnh thoảng thấy người ta mệt mỏi phải cho người ta nghỉ ngơi. Gia đình người ta hữu sự, chủ phải quan tâm. Phật dạy vậy đó. Rồi Phật dạy người làm đối với chủ phải tận tâm làm việc cho chủ, phải coi tài sản của chủ như của mình để mình giữ gìn, không tán hao của chủ, không vì giận chủ mà làm cho nó tiêu. Rồi phải làm cho đúng việc, đúng cái đồng lương mình ta trả cho mình. Cho nên Đức Phật là một con người, Đức Phật là một con người sanh ra trong con người, thì Phật phải nói chuyện con người, Phật phải học tiếng nói của con người. Ý nó học tiếng nói tức là con người nói như vậy, Phật nói vậy. Cho nên Phật dạy Phật tử thọ ngũ giới, ý thức được khổ đau đừng giết người hại vật, ý thức được lẽ không công bằng cho nên không trộm cắp, ý thức được sự mất hạnh phúc của mình, của người cho nên không tà hạnh ngoại tình. Có vợ có chồng rồi là không quan hệ tình cảm với người khác. Cho nên Pháp Hòa thường hay nói, người ta đã không đồng với mình rồi, người ta đi từ từ, mình cứ chạy hoài bắt người ta đi, chạy theo sao? Lùi lại chút đi, đi bằng với người ta. Mình muốn độ chồng con mình, độ từ từ. Cái đó gọi là đốn ngộ mà tiệm tu. Đốn ngộ là tu, đốn ngộ tức là ngộ cái phốc rồi đó. Nhưng mà tu, tu từ từ. Như quý vị đốn ngộ rồi, giờ hiểu rồi, đời là vô thường, sống nay chết mai, đó đốn ngộ đó. Nhưng mà tiệm tu là sao? Bắt đầu tập ăn chay, tập niệm Phật, tập tụng kinh, tập nhẫn nhục là tiệm tu. Có nhiều khi mình nhẫn được 5 lần, chửi 1 lần thôi cũng được, hồi xưa chửi 6. Tu, tiệm tu là vậy. Cho nên thưa đại chúng là đồng tính, đồng giới. Giới có nghĩa là gì? Tức là những gì chúng ta giữ, và chúng ta hãy đồng với nhau mà làm. Rồi cái thứ ba là gì? Đồng bố thí. Đồng bố thí là sao? Là vợ chồng phải chia sẻ với nhau. Pháp Hòa nói ví dụ nè, đừng có nghĩ là có tiền đem cho người ta mới kêu là bố thí đâu. Vợ chồng trong gia đình, con cái trong gia đình vẫn bố thí cho nhau được. Ông chồng đi làm về thấy nguyên một xin chén, bố thí cho vợ 10 phút đi, rửa cái xin chén đó lên. Vợ về tới nhà thấy chén bát sạch sẽ, thoải mái vô nấu ăn, cười cái hề. Mình biết rất rõ, một lát bà về mệt mà bà thấy cái đống chén này bà còn bực nữa. Mà con bực nhất nữa là ăn cơm rồi không giựt nồi điện cơm điện ra, hết cơm mà vẫn để cái lò đó, cái lửa đó. Rồi có nhiều khi múc canh ăn hết rồi để cái nồi yên trên đó, không chịu bưng xuống để xin bỏ nước vô cho nó ngâm giùm tôi, cho tôi rửa cho nó khỏe. Cứ lúc chút vậy mà có chuyện chứ có gì đâu. Thành nữ ra đi về đi, đấy tôi đi làm về mệt. Cái bà nói bộ tôi không mệt hả? Tôi không mệt hả? Tôi cũng phải nấu ăn vậy, phải không? Thành thử ra mình biết mình mệt
thì người khác cũng mệt. Rồi bây giờ mình giúp cho người đó bớt cái bực, bớt cái buồn, bớt cái tức, gọi là bố thí rồi. Cho nên á, Đức có một người đó tới gặp Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, sau kiếp này con khổ quá, con nghèo quá. Đức Phật nói tại đời trước ông không bố thí, với lại tại đời này ông cũng thiếu bố thí. Bạch Đức Thế Tôn, con nghèo quá, con không có của để bố thí. Tôi đâu có biểu ông bố thí tiền bạc. Ông bố thí nụ cười được không? Gặp ai ông cười, ông chào ông làm được không? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn, con làm được. Thế ông dư của bố thí. Ông bố thí nhang được không? Nhang là gì? Là nhang sắc. Gặp người ta cười vui lên chứ gì đâu mà lạnh ngắt. Rồi hỏi bố thí gì nữa? Bố thí tâm lực. Thấy người ta khổ mình gia tâm. Bố thí sức lực giúp đỡ người ta. Thấy người ta bưng cái bàn, ta kêu nặng nặng nặng, mình la biết nặng nghe, tránh ra mà ta kêu muốn chết. Thay vì mình thấy người ta nặng mình lỡ đỡ cho người ta, tay đỡ không, miệng thì kêu tránh ra mà thiệt mình cũng tránh luôn. Trời ơi, nhiều khi bực muốn chết. Cho nên ở chùa Pháp Hòa cứ nghe, lâu lâu mấy cô mấy chú lên ngồi, trời ơi con bực ông chồng con quá. Thí dụ vậy. Cho nên cái chữ đồng bố thí, rồi nhiều khi vợ chồng sống chia sẻ, gia đình mình bây giờ qua nước ngoài hết rồi, sự ân cần giúp đỡ thì có thể giảm đi, nhưng có thể chồng mình hay vợ mình có một số người thân còn ở bển, mình cũng nên nhẹ nhàng năm cho ít trăm gửi về giúp gia đình. Tại mình người ta không giúp gia đình, người ta cảm thấy khó chịu. Có những cái trường hợp nó xảy ra không có cùng bố thí, cho nên nó thành ra những cái buồn khổ, rồi bên nhà trách móc đủ thứ hết. Rồi đồng thời á, khi mà mình làm được việc gì lành á, mình nên chia sẻ với nhau. Thấy ai khổ chia sẻ với nhau. Giờ dĩ nhiên mình làm trong cái khả năng của mình, gọi là đồng bố thí. Rồi cuối cùng là gì? Đồng trí tuệ. Đồng trí tuệ là sao? Là vợ chồng á, nếu mà cùng một hiểu biết với nhau nó đỡ lắm. Cho nên á, nhiều khi quý vị thấy, bây giờ mình đừng có nói chi xa nha, vợ thì người miền Nam, miền Tây, chồng thì đỡ tuốt ngoài Bắc á. Thành thử gặp nhau mà hồi nào giờ hai bên chưa có đi về Bắc, mà kẻ cũng chưa đi về Nam, mà nhiều khi muốn nói chuyện cũng khó nữa. Vợ muốn nói cây dừa sông Hương, cây dừa sông nước của miền Tây nói không được, tại chồng biết. Rồi chồng muốn nói Hồ Hoàng Kiếm, nói gì nói cũng không được. Đó, mình nói cái chuyện gọi là không cùng một cái địa phương với nhau thôi. Huống chi là nếu cái hiểu biết nó trên lệch. Cái chữ hiểu biết này có nghĩa là chúng ta cùng mở lòng học hỏi. Có nhiều khi á, cái đứa con nó về nó nói cho mẹ nghe những khó khăn của nó. Mới vừa nói thôi, ông định nói cho, thôi tôi cũng cần biết chuyện của nó, nó nói với bà này, bà giải quyết cho nó đi. Rồi cứ như vậy hoài thì mình hoàn toàn không biết gì đứa con hết. Rồi làm sao mình cùng chia sẻ? Bởi nhiều khi có những cái vợ thấy không tới. Cho nên á, trong nhà Phật chúng ta có những danh từ Phật nhãn, Pháp nhãn và Tăng nhãn. Tăng nhãn là cái thấy chung của tất cả mọi người. Mọi người phải cùng một cái thấy, mà mỗi người thấy một khía cạnh thì đóng góp lên cho cái tăng thân, cho cái đạo tràng, cho cái đạo, cái nhóm của chúng ta, cho cộng đồng chúng ta thêm mạnh. Thì hôm nay nó tóm lại, Pháp Hòa muốn nói với đại, muốn thưa với đại chúng là trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đều là những cái tương duyên để gặp nhau hết, từ đời cho tới đạo. Và chúng ta gặp nhau bằng nhiều cách, và chúng ta hãy trân quý những cái duyên mà chúng ta gặp nhau. Và khi gặp nhau sống chung thì không thể nào không có những cái va chạm. Bởi người ta thường nói á, hội thì phải hợp. Có hội thì phải hợp, phải không? Mà hợp thì phải sao? À, hợp thì phải hành, hợp hành. Mà có hợp thì phải có tranh cãi. Cho nên mà hãy có đụng thì phải chạm, có chạm thì mới đụng, kêu đụng chạm.
phải không? Mà thường chúng ta thường gọi nhau là đại chúng, mà đại chúng là đụng cháy. Vậy cho nên mình gặp nhau thế nào cũng có những cái chuyện như là bất đồng với nhau, rồi giữ cái im lặng lạnh ngắt với nhau, hay là bộc lộ những cái giận tức với nhau, rồi để có thậm chí nhiều khi mới đầu hợp tác làm việc nhưng cuối cùng hợp tác không thành do giận, do buồn phiền với nhau, rã cũng có. Mà chính cái rã đó bắt đầu sao? Xé nhỏ. Đó, thành thử ra trong cộng đồng, gia đình cho đến tất cả mọi việc, nếu chúng ta thiếu cái hiểu của tương duyên, của thông cảm, của tương đồng. Bây giờ đồng cái gì? Đồng tính, đồng giới, đồng bố thí, đồng trí tuệ. Có nhiều khi mình làm việc, mình phải mở lòng và thông cảm cho những công việc của nhau. Có nhiều lúc á, mình không giải quyết mà vợ hay chồng giải quyết, khoan hả giận tức. Lý do nào chồng mình giải quyết như vậy? Chúng ta nghe rồi chúng ta cũng có thể mở lòng thông cảm. Thưa đại chúng, Đức Phật là một người thầy chứ không phải một ông thần. Đức Phật là một người thầy sanh ra như chúng ta, lớn lên và cũng ăn, uống, ngủ, nghỉ, hít thở như chúng ta. Vì vậy cho nên Đức Phật rất hiểu chúng ta, và Đức Phật cung ứng cho chúng ta những cái bài pháp ngắn gọn để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Chỉ cần gia đình mình có yên thấm hạnh phúc thì đạo sẽ hạnh phúc. Bởi vì nếu mà gia đình mà hạnh phúc là do đâu? Do mình học đạo mà mình thực hành. Mà nếu mình muốn đạo Phật, nói chung đi thôi, tạm thời hiểu là đạo Phật của mình hưng thịnh, thì mỗi gia đình phải học đạo, tu đạo, để có ngày gia đình cùng chứng đạo. Mà cái chữ chứng đạo đó là gì? Đó là chúng ta làm đúng cái bổn phận của mình. Cho nên nè, ngày nào chúng ta tụng bài cuối cùng nè: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, phải không? Đệ tử là mình và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Người kia cũng cần trọn thành cái Phật đạo. Mình cũng phải sống để trọn thành Phật đạo. Nếu chúng ta biết hồi để trước khi chúng ta hướng, thì cả hai đồng thành Phật đạo. Mình sống, mình đừng có chỉ biết mình. Mình biết mình gọi là hồi, mình biết luôn cả người gọi là hướng. Mà hồi hướng mà có đủ thì có phải cả hai đồng thành Phật đạo không? Mình đừng có mình được phần mình, nhưng mình cũng phải nghĩ phần của người. Cũng giống như mình đi chợ, ai mà không biết đi chợ mua thức ăn, mua vật chất, là mua đồ đạc, là người bán phải có lời, không? Nhưng mà mình đừng có chèn ép người ta quá, để ta có chút lời người ta sống. Tại vì cái đó là cái luật của buôn bán ở thế gian này. Và người bán cũng phải bán giá cả sao cho người ta dễ mua. Đó, sống làm sao trước khi hướng thì phải hồi. Cho nên kêu hồi hướng. Hồi là mình quay trở lại, hướng là mình đưa hướng về người. Mà tối ngày mình cứ hướng người mà mình quên hồi thì không thể nào thành Phật đạo được. Cho nên cái bài đó, tại sao chúng ta tụng mỗi khi chúng ta làm xong một công đức? Bởi vì chúng ta phải hồi lại mình. Hồi lại mình như thế nào để trước khi mình hướng về người? Chúng ta phải hồi cái nhân để chúng ta hướng về cái quả. Hồi cái nhân là sao? Mình làm việc này nè thì cái quả nó sẽ như thế nào? Mà mình hồi được như vậy gọi là hồi nhân hướng quả. Nhiều khi một việc làm rất nhỏ nhưng mà thành công rất lớn, cái đó gọi là hồi tiểu hướng tha. Nhịn có một câu thôi mà biết bao nhiêu sự bình an sẽ tới. Tại sao không nhịn? Nhiều khi mình nhịn một câu thôi, hoặc là mình chịu khó mình bước ra khỏi cái môi trường mà nóng nảy đó thôi, mọi việc sẽ an ổn vô cùng. Cái đó gọi là hồi tiểu hướng tha.
hay là hồi nhân hướng quả, hay là hồi tiểu hướng đại. Hồi cái sự, trời ơi, tại tôi sao tôi phải chịu lỗ? Không sao, lỗ một chút mà nhiều người lời, thì cái đó gọi là gì? Hồi sự hướng lý. Cái lý là mình muốn cái gì? Có đôi khi mình phải học cái câu được phần người thì phần ta phải hẹp. Phần mình hẹp một chút. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Nếu mà bữa nay không có đông người thì mình thênh thang một cõi, mà hễ đông người thì mỗi người nhích một chút, phải không? Tu là tu rỉ mà. Cho nên mình mới tu rỉ đó. Rồi tu rỉ chưa đủ, phải ma ha tu rỉ nữa. Tu đến là tu rỉ đến khi nào ta bà ha. Mà hồi xưa ta không đọc tu rỉ, ta kêu tu lợi. Tu là có lợi. Không tu là không lợi. Mình nhịn được một lần, khổ qua một lần, nghiệp bớt một lần. Thử bây giờ mình không nhịn coi, ân oán giữa mình với người đó chuốc thêm, rồi người ta đâu có chịu thua, người ta leo lên nữa, ta làm nữa. Cho nên bây giờ mình ngẫm lại bốn câu đó để chúng ta tìm ra một cái then chốt sống cho mình. Nguyện đem công đức này, công đức mà mình sống như thế nào, mà mình nói là hướng về khắp tất cả, nghĩa là tâm mình rộng quá. Những gì mình làm là mình muốn sống cho tất cả mọi người. Thế thì chúng ta phải hồi, phải tập hồi để trước khi hướng. Hồi hướng như thế nào để mình và người đều thành Phật đạo. Bây giờ quý vị đang tu chùa, chút xíu nữa tan buổi nói chuyện này, quý vị ghé vô chợ, hay là ngày mai quý vị đi làm. Khi quý vị trở ra một cuộc sống bình thường, quý vị đi làm, thì đó là tu chợ. Đó là lúc chúng ta phải ứng dụng cái tu ở ngay hãng làm, chỗ làm việc của mình. Rồi khi mình về nhà, mình vẫn ứng dụng mình là một Phật tử, mình sống như thế nào, tu tập như thế nào, để đúng cái nghĩa là mình là một Phật tử tại gia. Rồi cuối tuần xách giỏ về chùa, mình ứng dụng sống như thế nào để đúng nghĩa mình là một Phật tử. Vậy thưa đại chúng, cái câu đó không có nghĩa là chia ra tu chợ, tu chùa hay là tu thị, mà cái câu đó có nghĩa là chúng ta đều ứng dụng cái hạnh đức của một Phật tử ba nơi chốn đầy đủ. Hiểu được như vậy thì chúng ta không có còn nói anh đừng có đi chùa, anh tu nhà tu hay hơn. Không phải vậy. Rồi cứ lấy câu đó ra, nói thấy không, cai giao ông bà mình còn nói, thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba mới tu chùa. Vậy thì nếu vậy thì vô chùa tu, hai chỗ kia khỏi tu sao? Phải không? Thành thử chỗ nào cũng tu hết. Một tuần lễ là mình tu chợ hết mấy ngày? Đủ 5 ngày, có nhiều người tu chợ 7 ngày luôn nữa. Đó, rồi sau khi mình tu chợ rồi thì mình phải về nhà. Mình làm sao mình sống, mình đối xử với người thân của mình cho nó trọn vẹn, cho nó đúng ý. Rồi mình vô chùa để làm gì? Để nạp lại cái năng lượng của một Phật tử, để mình đủ pin mình về mình tu chợ, tu nhà. Cho nên chùa là cái chỗ sạc pin. Khi nào mà mình buồn rầu, mình thường thường mà, cho nên là người ta hiểu lầm. Khi nằm phiền não mình tìm tới chùa. Phiền não mình tìm tới chùa. Nhưng mà nhờ như vậy, nhờ như vậy cho nên chúng ta mới có cái chỗ để chúng ta trưởng dưỡng cái tâm lành của mình. Cho nên chùa còn được gọi là cái nơi để trưởng dưỡng. Dưỡng là nuôi, trưởng là lớn. Làm cho cái căn lành của mình mỗi ngày mỗi thêm lớn thì gọi là trưởng dưỡng. Thí dụ mỗi tuần, mỗi tháng quý vị tụng thập thời sám hối, sau đó rồi quý vị ôn tụng lại những cái giới mà quý vị thọ, đều là những cái sự trưởng dưỡng hết. Mỗi ngôi chùa thì lại có một cái tên. Ví dụ như ngôi chùa mới thành lập ở trong cái thành phố Melbourne này,
Và có thể đó là cái ngôi chùa này là sanh sao đẻ muộn nhất trong cái năm này. Hay là cái chùa được đặt là Hồng Ân. Chữ Hồng là gì? Hồng nghĩa là lớn. Chữ Ân nghĩa là ân huệ. Vậy thì Hồng Ân nghĩa là mình mang nặng những cái ân lớn trong cuộc đời của mình. Trước hết là đối với chúng ta mang ơn ai? Ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, những người dạy cho mình biết chữ. Người mình mang ơn đầu tiên là cha mẹ, ông bà của mình. Kế đến là ơn những người người ta dạy cho mình biết chữ, biết nghĩa, biết lễ, biết giáo. Mà đối với Phật tử thì ơn Tam Bảo, tức là ơn Phật Pháp Tăng. Mà nói gần nhất là ơn Phật. Tại sao chúng ta mang ơn Phật? Bởi vì Phật là một người có tất cả mà dám bỏ hết tất cả để mà Phật thành tựu được, mà ở mang ra một con đường chỉ dẫn lại cho mình. Thật sự ra nhiều khi quý Phật tử nói: trời ơi, con bây giờ con hết khổ được, con nhờ thầy. Giờ thật sự Pháp Hòa nghe vậy thôi, nhưng mà trong lòng Pháp Hòa nói không, chúng ta đang nhờ ơn Phật. Tại vì Pháp Hòa cũng nhờ ơn Phật dạy, học cái điều Phật dạy, tu sửa được mình rồi chia sẻ với người khác. Cho nên ngày nay mà quý vị có hết buồn, hết khổ đó, phần lớn là nhờ ơn Phật. Mà cái ơn đó, cái ơn mà làm cho mình hết khổ đó, chữ nghĩa nói không hết. Chữ nghĩa nói không hết. Giấy trắng mực đen viết không cùng. Cho nên mình gọi cái chữ đó là Hồng. Chữ Hồng nghĩa là lớn. Cũng giống như quý vị đi chùa, thấy cái chuông to thiệt to treo trong chùa, quý vị gọi là Hồng Chung. Chữ Chung là chuông, chữ Hồng là lớn. Mà cái chữ Hồng nó còn lớn hơn chữ Đại nữa. Chữ Hồng lớn hơn chữ Đại nữa. Đại không bằng Hồng. Cho nên ta gọi là, thí dụ như danh hiệu của Phật thì chúng ta gọi là Hồng Danh. Quý vị có nghe chữ đó không? Ví dụ mình nghe danh hiệu của Phật, mình nói xin đại chúng cùng chắp tay niệm Hồng Danh của Phật. Hồng Danh là gì? Tức là cái danh hiệu này của một vị Phật, của một vị Bồ Tát rất lớn. Tại sao lớn? Bởi vì mỗi danh hiệu chứa mang đầy đủ chân thiện mỹ, từ bi trí tuệ trong đó. Ví dụ như hồi nãy đại chúng chắp tay niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền. Chữ Phổ là cùng khắp rộng rãi, phải không? Chữ Hiền là một người ứng dụng, một người sử dụng cái hạnh nguyện của mình cùng khắp rộng rãi, không phân biệt, thì gọi là Đại Hạnh Phổ Hiền. Đại hạnh tức là cái hạnh tức là hành động. Mà hành động này từ đâu? Từ tâm mà lưu xuất. Cho nên các vị mà người ta do tu, do thiện mà người ta được Hồng Danh. Còn bây giờ mình á, do cái tật mà bị chết danh. Ví dụ mình có cái tật là hay uống rượu, chiều nào về mình cũng xỉn hết, cái sau này mình chết danh luôn. Nói tới tên mình, thí dụ ta nói à, mình tên Ba, ta gặp mình, ô Ba xỉn. Ví dụ như vậy đó. Ví dụ như rồi mình đi đâu mình cũng quậy sùm, cái ta kêu năm quậy. Chúng sanh mình do những cái tập nghiệp mà chết danh. Còn chư Phật, chư Bồ Tát hay những bậc tu hành do tu mà được Hồng Danh. Cho nên khi mình nói niệm Hồng Danh của Phật, bởi vì mỗi Đức Phật có một cái tên, mỗi một vị Phật có một tên, mà mỗi một tên là chứa đựng những cái pháp lành trong đó. Cũng giống như quý vị đi quy y, quý vị có cái pháp danh vậy đó. Pháp danh là gì? Chữ pháp này là Phật pháp, hay là chữ pháp này là Phật pháp, chữ danh này là cái tên, tên trong Phật pháp. Mà mỗi một cái pháp, mỗi một cái danh là một pháp, thì hãy ứng dụng cái pháp đó mà tu để đúng cái danh của mình, chứ là pháp danh. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình có cái pháp danh là Hải Nhật. Chữ Hải là biển, chữ Nhật là mặt trời. Mà mặt trời là tượng trưng cho trí tuệ.
Biển là tượng trưng cho rộng lớn. Vậy thì pháp danh Hải Nhật là hải sống với cái trí tuệ rộng lớn như biển của mình, mà đừng sống với cái trí tuệ nhỏ bé chấp trước của mình. Pháp danh Hải Nhật, thí dụ vậy đó. Rồi thí dụ bây giờ mình có pháp danh là Diệu Nhàn. Chữ nhàn là rảnh rỗi, an nhàn. Mà rảnh rỗi đây không phải là nói tới chùa cái ngồi không đợi người ta nấu ăn, hỏi sao vậy? Tại tôi tin Diệu Nhàn. Diệu Nhàn thầy cũng biểu tôi đừng làm gì hết, ngồi ăn thôi. Không phải. Diệu Nhàn là làm tất cả mà tâm không dính gì hết, làm tất cả mà tâm không có bị ràng buộc cái gì hết, không có nghĩ mình là người làm, không có nghĩ là người kia là cái người thọ ơn của mình. Mình làm cái việc đó cho người đó, cho tâm mình lúc nào cũng rảnh rang, an nhàn, không có bận lòng, suy nghĩ, tính toán. Người đó thọ ơn tôi, người nọ phải nhớ ơn tôi. Làm tất cả mà không dính mắc mới thật là diệu nhàn. Vì diệu là vi diệu, miracle. Thấy không? Chữ nhàn là rảnh rỗi, mà rảnh tâm tâm. Chữ nhàn này là nói ở cái chỗ tâm, chứ không phải là cái chuyện thí dụ như nói cha làm gì ngồi đây nhàn nhã quá vậy. Tại thấy người đó ngồi đông đưa trên võng, rồi cầm quạt đồ quạt vậy đó, cái đó là tướng nhàn thôi. Nhưng mà biết đâu chừng ta nằm võng mà ta đang suy nghĩ sao. Cho nên nhiều khi tướng nhàn mà tâm chưa nhàn. Còn cái mà Đức Phật muốn nói hay là pháp danh của mình là diệu nhàn, có nghĩa là hãy sống với cái sự nhàn nhã mầu nhiệm. Mà cái màu nhiệm là ở cái chỗ mình ứng dụng được Phật Pháp. Vậy thì thưa đại chúng, tất cả những cái pháp danh của mình, không có cái pháp danh nào xấu hết á. Pháp danh nào cũng đẹp, mà tại vì nhiều khi mình chưa thấu được cái nghĩa đó, cho nên mình nói mình muốn đổi pháp danh. Hay là mình muốn như Pháp Hòa nhớ có một thí dụ. Bây giờ có những Phật tử pháp danh là chữ không. Thí dụ như có những Phật tử pháp danh là không tâm, không tánh, không trí, không luân, không hà, không độ gì đó. Nói trời ơi, bởi vì cuộc đời tôi đụng đâu với hết đó, làm đâu hết đó, vì tôi tin không mà. Thì thưa đại chúng, cái chữ không này nó khác chứ cái chữ không của thế gian chúng ta thường nghĩ. Đó là không có gì hết. Mà cái chữ không ở đây muốn nói là do tu cái trí tuệ dữ lắm đó, mình mới đạt được cái chữ không là gì? Không có thật. Mình phải không trí là gì? Không có nghĩa là người này không có trí tuệ. Nghĩa là người này có một cái trí tuệ quán chiếu để thấy tất cả các pháp chỉ là do duyên hợp, không có thật. Đã là duyên hợp thì làm gì có thật. Ví dụ như bây giờ quý vị nhìn trên bàn thờ ở đây, quý vị gọi là bàn thờ, có phải là do duyên không? Có một cái bàn cao cao, trải tấm vải lên, để tượng Phật lên đó, hai bình bông, hai dĩa trái cây, cái lư hương kêu cái bàn thờ. Vậy là mình gọi là bàn thờ. Nhưng bây giờ mình dẹp ra hết, rồi mình để cái khác lên thì nó hết thành bàn thờ. Vậy thì tại có dĩa trái cây, có bình hoa, có những cái chúng ta định nghĩa là bàn thờ, ráp vô thì chúng ta gọi là bàn thờ. Vậy thì bàn thờ là do duyên sanh. Mà đã là duyên sanh thì giả có, lát hết sẽ dẹp. Vậy bây giờ mình nhìn cái thân mình á, phải có cái trí tuệ quán về không. Quán trừ không là không sao, thân này cũng không, nhưng mà không phải không có gì hết. Thân này là không có thật. Quý vị tin không thật không? Thật là tại sao? Nếu nó là thật thì nó đâu có thay đổi. Năm ngoái mình cũng không đến nỗi nhăn lắm, năm nay mình nhăn hơi nhiều. Năm ngoái mình chải tóc nó có rụng dữ vậy nè, không biết mình xài đúng shampoo không. Đổi shampoo đều đều mà tóc vẫn rụng, đổi shampoo đều đều mà tóc vẫn rụng ha râm. Rồi mình thay đổi kem, kem nào ra quảng cáo mình cũng thay đổi hết mà nó vẫn nhăn. Vậy thì cái thân mà chúng ta có đây, nó có chứ không phải là nó không. Nhưng mà cái không ở đây mà nhà Phật muốn nói là không thật có, chứ không phải là không có gì hết. Mà chính nó không thật có, cho nên hôm nào nó có
thì mình xài theo có, mà nó không thì mình nhận nó là không. Cho nên là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Hiểu vậy cho nên là dịu nhàng. Mà hiểu được vậy gọi là người có cái trí tuệ quán không, gọi là không trí. Không trí cũng được hay là trí không cũng được. Vậy thì thưa quý vị, mình quy y Tam Bảo không phải để mình trở thành một tín đồ của một đạo giáo, mà quy y để trở thành một người nhận được cái pháp Phật để chúng ta ứng dụng, chuyển khổ thành vui, chuyển hóa con người mình từ xấu trở nên tốt, hay là từ cái dở trở nên hay. Cho nên rồi mình mới quy y Phật, mình nhận Phật làm thầy để xin cái lời dạy của Phật là pháp. Rồi khi Phật pháp mà thấm mình rồi thì mình có khả năng mình sống chan hòa với tất cả mọi người, là mình sống được với bản chất của tăng. Bởi vì tăng nghĩa là hòa hợp, tăng nghĩa là thanh tịnh, là hòa hợp. Mình đi đến đâu mình cũng có thể ứng dụng hòa hợp được hết, tại vì mình có pháp ở trong người mình. Mình có cái pháp ở trong người mình rồi, cho nên đối với người không dễ thương thì mình cũng thương được, tại vì mình biết người này không dễ thương, mà mình không thương thì không ai thương hết, cho nên thôi mình thương. Rồi đối với cái người mà khó chịu thì mình chịu khó. Đối với cái người mà người ta luôn luôn làm khó mình thì mình chịu khó. Tức là mình khi mà mình có pháp ở trong mình rồi đó, thì mình ứng dụng cái pháp của mình linh động, mà sống được với cái pháp đó. Nhà Phật gọi là pháp thân. Nhà Phật gọi là pháp thân. Cái thân này tuy mang cái hình tướng của tứ đại, của đất, nước, gió, lửa, của cát bụi, cho nên mình mới hát hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Và tôi vẫn biết rằng để một mai tôi về làm cát bụi. Nhưng mà cái câu này mới hay nè: ôi cát bụi tuyệt vời, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Một cái nhịp thôi, cát bụi thật tuyệt vời. Tại vì tôi biết cát bụi làm nên tôi, rồi tôi về cát bụi. Nhưng mà cái quan trọng là tôi biết sử dụng cát bụi, biết sử dụng cái thân cát bụi này để mai mốt nó trở về cát bụi. Thì nó làm sao? Nó là cát bụi tuyệt vời. Có những thân cát bụi nhưng mà trở về cát bụi thì rất bình thường, có gì đặc biệt hết. Nhưng mà cũng có những cái thân cát bụi mà trở về cát bụi, mà cát bụi này được người ta nhắc hoài, nói mãi. Vậy thì cát bụi đó có tuyệt vời không? Ôi cát bụi tuyệt vời. Nhờ đâu mà người đó ứng dụng được với cát bụi tuyệt vời? Nhờ có quy y Phật, nhờ có quy y pháp, và nhờ sống được với thanh tịnh của tăng. Cho nên sợ gì không quy y? Quy y để mình sống được với lời Phật. Và khi mình sống được với lại Phật là mình sống với pháp thân. Và khi mình có pháp thân này rồi đó, mình sẽ ứng dụng được cái thân tứ đại này linh động mọi nơi mọi chốn mà không có gì trở ngại. Lúc đó gọi là đa dụng thân. Tất cả chúng ta ngồi đây, người nào cũng có khả năng làm nhiều việc lắm. Có khi quý vị quét nhà, có khi quý vị rửa chén, có khi quý vị nấu ăn, có khi quý vị làm đủ thứ. Có phải là cái thân này là thân đa dụng không? Mình đang mang cái thân tứ đại nhưng mà đa dụng lắm. Cho nên Phật gọi cái thân này, gọi cái thân mà chúng ta biết ứng xử trong mọi hoàn cảnh gọi là đa dụng thân. Còn cái thân mà chúng ta đang thọ nhận đây lùn cao mập ốm, đó là báo thân. Đó là cái thân cát bụi. Nhưng mà chúng ta có trí, cho nên chúng ta có pháp thân, cho nên chúng ta dụng được cái thân này linh động.
Đức Phật dạy trong kinh á, mặt trời á, có 5 cái điều hay ở mặt trời, thì người đệ tử Phật cũng ứng dụng và sử dụng được 5 điều ở nơi mặt trời. Thưa đại chúng, là mình, cuộc sống của mình có cần mặt trời không? Cần chứ, tại vì mặt mình lâu lâu phải ra nắng để nó có vitamin D. Rồi mình mà không có mặt trời á, là không có rau cỏ, không có sự sống, cho nên mặt trời rất cần cho cuộc sống. Và mặt trời làm cho mình có sức khỏe, mặt trời giúp cho mình giảm cân, giảm mỡ, mặt trời giúp cho mình sống lành mạnh, khỏe mạnh. Và Đức Phật dạy trong kinh đó, cái điều thứ nhất của mặt trời đó, là làm cho khô, thiêu đốt cả mọi vật. Thí dụ cái áo mình mới giặt nó ướt, mang ra mình phơi hồi nó khô. Mặt trời có khả năng làm cho mọi thứ nó khô, và nó cũng có khả năng làm cháy. Thí dụ như nhiều khi nóng quá cháy rừng. Người tu của mình cũng phải làm cho khô cái nước ái dục, làm cho tiêu cháy tất cả những phiền não. Sao gọi là phiền não? Chữ phiền não mà tiếng Hán người ta viết đó, cái gì mà nó làm cho mình tâm mình bị loạn, cái đầu mình nó rần rần, đều có là phiền não hết. Bây giờ trong hai chữ đó có những cái bộ, theo tiếng Hán đó, ta viết đó, có những cái bộ như là bộ hỏa, nó làm cho cái bực bội. Mà khi mà cái người bực bội thì người ta mất cái gì? Mất cái bình tĩnh. Người bực bội là mất bình tĩnh, điều đó đúng thôi. Hay là cái người mà người ta dễ dàng câu có thì dễ dàng bị rơi vào những cái bẫy của những người người ta muốn hãm hại mình. Cho nên á, cái công năng đầu tiên của mặt trời là làm cho khô vật, cháy và cháy các cái vật gì mà nó có thể cháy được. Thì người tu của chúng ta phải học giống như mặt trời, làm cho chúng ta khô ráo cái nước dục, nước ái dục, và thiêu rụi cái phiền não. Thưa đại chúng, thế nào gọi là ái dục? Chữ dục có nghĩa là muốn. Tất cả chúng ta, ai còn sống trong cõi đời này thì chúng ta còn muốn hết đó. Ai mà không muốn đâu, không có người nào mà sống ngoài chữ muốn hết á. Muốn nhà, muốn cửa, muốn chồng, muốn con, muốn vợ, muốn tiền, muốn tình, muốn đủ thứ hết. Thậm chí cũng muốn tu nữa. Khổ quá muốn tu luôn. Rồi giờ muốn đã hết thế gian này, rồi bây giờ không còn gì muốn. Cái tôi muốn làm cỏ cây, tôi muốn làm cát đá, muốn đủ thứ hết. Không có sao. Nhưng nếu chúng ta không có trí tuệ để chúng ta muốn cái gì mà đúng với cái nhu cầu của mình thì mình khổ. Cái then chốt chỗ đó, cái then chốt ở cái chỗ là mình muốn, nhưng mà hãy muốn trong cái khả năng và cái nhu cầu, chứ đừng có muốn ngoài khả năng và ngoài. Nếu mà không thì chúng ta bị cái gọi là tham cầu. Mà khi mà thường thường muốn mà được á, thì cái gì tiếp tục nó sanh? Cái ái luyến nó sanh. Cho nên chữ ái đó, chữ ái là yêu. Chữ ái nghĩa là yêu. Giống như người Hoa ta nói ngọ ái nị á, ngọ ái nị, nị ái ngọ đó. Thì chữ ái là yêu. Mà yêu á, tức là có dính mắc người mình yêu. Mình là người yêu, cho nên không muốn ai đụng vô người yêu đó. Thí dụ cái cô đó chưa là bạn gái của mình, mình bình thường. Mà nếu cô đó là bạn gái của mình rồi đó, bắt đầu mình để ý nha. Cô nói chuyện với người khác mình cũng dòm ngó. Nói chung là cô làm gì đối với ai mà khác phái thì mình đều có cái sự phiền não ở trong đó. Cho nên ngày xưa nhà thơ Nguyễn Bính có bài thơ ghen á: cô nhân tình bé của tôi ơi,
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi và cô chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn mùi hương của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại dù chỉ qua đường khách lại qua. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Ghen khủng khiếp vậy. Tại vì sao? Tại vì có cái ái trong đó. Cho nên nhà Phật không dùng chữ ái đối với Phật Bồ Tát, mà nhà Phật đối với Phật Bồ Tát là từ bi. Tại vì từ bi nghĩa là thương bình đẳng chứ không có phân biệt. Còn cái chữ ái là có phân biệt. Thí dụ như mình ái quốc. Ái quốc tức là thương nước của mình. Thấy không? Ái hữu tức là mình thương những người bạn đồng hương của mình thôi. Cho nên cái gì mà cùng đồng hương, đồng chí, đồng hành mình yêu nhiều hơn. Thậm chí mình đang làm một cái việc gọi là service cho những người mà đến ăn buffet. Theo nguyên tắc là mỗi người cuốn chả giò. Đang cho vậy cái tự nhiên ngước lên gặp người bạn mình gặp hai cuốn. Đâu có tội lỗi gì đâu, nhưng mà như thế thôi thì nó đủ định nghĩa là chúng ta có ai trong đó. Gặp người nào thân là cái bình đẳng mình nó chênh lệch liền. Cho nên cái chữ ái dục là gì? Ái dục tức là cái dục được rồi sau đó chúng ta lại đắm chìm nó. Ở đây quý vị có tụng phẩm Phổ Môn Quan Âm không? Trong phẩm Phổ Môn nói rằng á, người nào đang đi thuyền, đi ghe trên nước, trên biển, rồi bị rớt thuyền, rớt ghe, đắm chìm trong nước, niệm Đức Quan Âm thì liền tấp vô chỗ cạn, phải không? Phẩm Phổ Môn nói vậy phải không? Thì thưa đại chúng, cái chữ nước ở trong đó nói đó, ở trong phẩm Phổ Môn mà nói là mình bị rớt xuống nước mà niệm Quan Âm đó, thì cái chữ nước đó là tượng trưng cho ái dục. Còn nói là người nào mà bị rơi xuống cái hầm lửa rồi niệm Quan Âm, cái là hầm lửa biến thành ao sen đó. Hầm lửa đó là tượng trưng cho phiền não giận dữ đó. Khi nào mình rơi vào cái tình trạng đang giận tức ai đó thì đừng có nói. Tại vì mình nói thì nó không thành Quan Âm mà nó thành Quan Công. Cho nên trong khi mình giận tức thì không có nói, mà mình hãy niệm Phật, niệm Quan Âm. Tại vì niệm Quan Âm, Quan Âm không có giận. Mặc dù mình đang nghiến răng mình niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, nhưng mà Quan Âm không có giận. Nhưng mà nếu mình nghiến răng mình nói mày có chữ tấn à mày, là người kia giận á. Cho nên cũng cái nghiến răng mà niệm Bồ Tát thì Bồ Tát không nói gì hết trơn á. Còn nếu mình nghiến răng mình niệm người khác á, mình nói tới người khác là có chuyện lớn. Thì vậy cho nên á, cái đầu tiên là mình làm cho cái khô cái nước ái dục, đốt cái phiền não. Tất cả chúng ta ai cũng có phiền não hết á. Tại vì phiền là buồn, não là rầu. Quý vị có buồn rầu không? Có, Phá Hòa cũng buồn rầu lắm. Vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có buồn rầu. Vậy thì chúng ta tu để làm gì? Tu để chúng ta nạp cái năng lượng của trí tuệ mặt trời, để chúng ta soi rọi biết khi nào chúng ta đắm chìm thái quá. Khi nào mà không thấy người đó, mình đi vô đi ra, mình khó chịu, mình bồn chồn là mình biết rồi đó. Ái của mình bắt đầu nó tăng độ rồi đó. Rồi khi mà mình hẹn với người đó mà người đó chưa tới là bắt đầu mình bực bội rồi đó, là mình biết là phiền não mình nó tăng độ rồi đó. Rồi nếu như người ta hẹn với mình mà không tới được á, thì thay vì mình giận á, thì mình đem bài thơ mình đọc: anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé. Và tôi nhớ có một bài thơ đó, cho nên thôi tôi không có buồn anh nữa. Vì đó là công năng đầu tiên của mặt trời, là làm khô mọi vật và làm cháy những cái gì nó có thể cháy. Thì người đệ tử Phật hãy học cái cách của mặt trời là làm khô cái nước dục, làm cháy cái phiền não, thiêu rụi phiền não. Cho nên hồi xưa người ta có cái câu á: nhất tinh chi quả, năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơn.
Một đốm lửa sân có thể cháy rụi cả rừng công đức. Mình công quả từ sáng tới chiều, tự nhiên buổi chiều lại mình nổi cơn phiền não lên một cái diện gì đó, mình nói những cái lời không dễ thương, thì từ sáng giờ công phu của mình tu nó rụi hết rồi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ về đại chúng để ý nè. Mình set up một cái ho như thế này á, phải mất mấy tiếng đồng hồ, từ 10 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa. Nhưng mà một ngày mai đây, hình như ngày mai mình còn ở đây phải không? Ngày mai còn trở lại đây. Chiều ngày mai là mình không còn sinh hoạt ở đây nữa, chỉ cần 1 giờ đồng hồ thôi là chỗ này sạch sẽ. Cái gì muốn xây dựng rất khó, còn muốn đập đổ rất dễ. Muốn xây một cái nhà dễ lắm, khó lắm. Nhưng mà muốn đập nó, muốn cào nó sập xuống dễ lắm. Vừa rồi ở bên Mỹ có một ngôi chùa xây dựng 500,000 rồi, mà vì không có làm đúng cái điều kiện mà CT ở đó họ bắt buộc á, cho nên quý vị biết cuối cùng một buổi sáng CT mướn xe tới cào sạch ngôi chùa ở tại California. Chỉ một buổi sáng thôi, ngôi chùa sập xuống hết, là miếng đất trở thành một miếng đất bình thường. Mà ngôi chùa đó đã xây mấy năm trời, mình đổ cả 500,000 vô để xây một ngôi chùa đó. Nhưng mà vì không có đủ tiền để làm và không đáp ứng được cái điều kiện của city, của thành phố, họ bắt buộc cuối cùng ngôi chùa bị cào sập hết. Cho quý vị thấy là mình nhìn những cái hình ảnh đó rồi mình thấy. Pháp Hòa mới vừa đọc cái bản tin hồi sáng đây, một vị thượng tọa của Phật giáo Việt Nam chúng ta, ngài đang ở trong nhà vào buổi chiều của ngày 30 tháng 10 thì tự nhiên có một cái tiếng nổ rất lớn, là bị vì nổ cái bình gas ở trong nhà đó, và thượng tọa đã qua đời. Đó là cái tin buồn cho Phật giáo Việt Nam chúng ta ở tại hải ngoại. Thì hằng ngày chúng ta nghe những cái đó, nghe để làm gì? Đâu phải mình muốn nghe, nhưng mà chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thì những cái đó, nó là cái tiếng chuông, nó nhắc nhở chúng ta cái gì mình bỏ qua được nên bỏ qua đi. Chuyện qua rồi đừng nhắc. Hiện tại đang phiền muộn với nhau, tìm cách giải quyết. Còn nếu mà đã giải quyết xong, dù nó tốt, nó xấu, nó như thế nào, nhưng nó đã qua rồi, thì chúng ta hãy hoan hỷ để cho nó qua. Bởi vì cuộc sống chúng ta rất mong manh. Thượng tọa rất là giỏi, thượng tọa học giỏi lắm, mà bây giờ thượng tọa đi rồi. Cái ngày 4 tháng 7 á, vừa rồi đó, hòa giảng ở tại California, ở chùa Phật Tổ, cái đề tài là niệm chết. Thì cũng cái ngày đó là cái ngày July 4, tức là cái ngày lễ của Mỹ. Có một em trẻ người Mỹ, nó chơi, nó lấy một cái viên pháo, nó để trên đầu nó đốt. Và nó nghĩ rằng khi châm cái tiếng pháo trên đầu nó rồi thì nó lấy cái viên pháo đó xuống kịp. Nhưng mà không ngờ nó lấy chậm quá, cho nên viên pháo nổ, nó chết tại chỗ. Quý vị thấy có những cái chơi, nhưng mà chơi để rồi chết, cho nên chơi chết là chết chơi, nó sát bên. Mà cái đó gọi là chết chắc. Còn mình bây giờ á, mình bây giờ mình sống mà lạng quạng là chắc chết á. Con người chúng ta là bảo đảm là thế nào cũng chắc chết à. Mà chết là một điều rất thật, cho nên kêu chết chắc. Vậy thì mình học Phật để mình dung nạp cái ánh sáng trí tuệ, để chúng ta soi rọi đời sống hàng ngày.
Ngày hôm qua Pháp Hòa nói hai chữ Quang Minh ở tại chùa Quang Minh, ý nghĩa của hai chữ Quang Minh. Hôm nay mình nói về ánh sáng của mặt trời. Cho quý vị đọc trong kinh rồi quý vị thương Phật lắm. Cái gì Phật cũng có thể nói pháp được hết á. Mà chính cái mà đúng gặp việc Phật nói pháp, cái đó gọi là hiện khởi quang. Chuyện gì Phật nói pháp cũng được. Hồi nãy trên đường đi, em Phật tử chở Pháp Hòa, thì trên đường đi hai huynh đệ ngồi nói chuyện. Thì Pháp Hòa mới nói, cuộc đời không biết, trong khi nói chuyện thì có dính tới hai chữ vô thường. Thì có những cái lúc mà người ta nói, trời ơi, tại sao cái thằng đó nó tốt như vậy mà trở nên bây giờ nó lại xấu. Thì Pháp Hòa nói là cũng vậy thôi. Có những người người ta thiệt xấu mà tại sao giờ người ta lại tốt. Mình chấp nhận được cái chuyện gọi là người thiệt xấu mà giờ tốt, mình ok. Thì mình cũng phải chuẩn bị tinh thần, trên thế gian này cũng có những người, người ta thật tốt mà giờ ta trở nên thật xấu. Bởi vì vô thường. Vô thường là biến đổi đó. Có người mà ta thật tốt cũng có thể ta trở thành thật xấu. Vì sao? Có thể là người ta gặp ở trên cuộc đời, người ta gặp một cái gì đó nó sốc quá. Hồi xưa người ta rất là tốt, nhưng mà tại người ta gặp một cái hình ảnh, một con người nào đó làm cho người ta thất vọng, ta sốc quá, người ta không còn tin tưởng ai được nữa trên thế gian này, thì người ta trở thành ra xấu. Nhưng mà ngược lại, cái anh chàng kia ảnh quá xấu, nhưng mà trong cuộc đời ảnh gặp phải một cái vấn đề đã nâng đỡ, đã giúp đỡ cho ảnh sáng suốt, tỉnh mộng. Ảnh thấy rằng cuộc đời này đâu phải ai cũng xấu như mình nghĩ, cho nên ảnh liền trở thành người tốt. Cho nên mình có được cái trí tuệ đó, nhà Phật gọi là diệm vương quang. Chữ diệm là rực rỡ, ánh sáng rực rỡ. Cho nên quý vị lễ 12 danh hiệu của Đức Phật A Di Đà đó, Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Diệm Vương Quang Như Lai, có không? Có nhớ câu đó không? Thì chữ diệm là ánh sáng rực rỡ. Diệm Vương Quang là ánh sáng như nó rực rỡ, ánh sáng của mà vua của tất cả ánh sáng. Thì đó là ánh sáng của trí tuệ. Ánh sáng mà tự tâm mình soi gọi là trí tuệ quang. Mà ánh sáng trí tuệ nó còn siêu, nó còn hơn cả ánh sáng mặt trời, mặt trăng, cho gọi là siêu nhật nguyệt quang. Ai tụng Di Đà xong rồi là lễ 12 lễ của Đức Di Đà, trong đó có một câu là siêu nhật nguyệt quang Như Lai. Thì tất cả những ánh sáng đó là nói lên cái gì? Ánh sáng của trí tuệ. Mà do đâu mà chúng ta có ánh sáng trí tuệ? Do chúng ta có tu. Chúng ta có quán chiếu về cuộc đời. Thí dụ như giờ mình sống mà không ai thương mình hết, đừng có hận đời. Đừng có không cần phải khắc trên tay là hận đời đen bạc, bên này hận kẻ bạc tình. Nhưng mà mình hãy quán lại cái cách sống của mình. Hồi đó Việt Nam có một cái hiệu thuốc tên là hiệu thuốc cấp tăng. Không biết quý vị có nhớ hiệu thuốc đâu? Captain. Rồi giờ người ta mới đọc chữ Captain là con anh phá sản tại anh ngu. Cái gì cũng do mình à. Nhất tả do tâm tạo mà. C-A-P-T-A-N. Captain là đọc là con anh phá sản tại anh ngu. Nhưng mà cũng có lý, là tại vì mình chưa có biết hướng dẫn con mình. Thí dụ vậy. Đó là cái ánh sáng đầu tiên, cái dụng đầu tiên của mặt trời là khô nước ấy, khô làm khô tất cả và cháy. Thì ở đây mình cũng làm cho khô cái nước ấy. Quý vị nhìn cái hoa này, quý vị thích không? Thích, có thích là có dính nha. Nhưng mà nếu như một lát nữa cái bình hoa này mình cấm, mà ví dụ có một người nào đó người ta rất là thích, và thậm chí người ta có việc người ta cần nó, mà nếu mình tặng cho người ta mình không có gì khổ hết trơn á, thì đây là mình có mà không dính. Chơi cuộc đời của mình á, ai cũng phải có hết trơn á, không có chịu đâu có nói.
mình có sâu chuỗi đẹp, mình thích. Nhưng mà lỡ hôm nào, tại vì cũng cái thích đẹp đó là phải, mà có đẹp thì phải khoe, mà ham khoe thì có ngày nó sẽ mất. Mà có mất thì đừng trách ai hết, là phải trách mình là tại ham khoe vậy thôi. Chờ quý vị coi phim Tây Du Ký chưa? Ai mà coi phim Tây Du Ký là tới cái đoạn mà gia thầy trò Đường Huyền, ngài Huyền Trà, Huyền Tăng mà đến cái chùa Quan Âm của trưởng lão Kim trưởng lão đó. Rồi thánh tăng từ đâu tới? Nói tôi từ Đại Đường tới. Nói trời ơi, Đại Đường là một nước giàu có, mà thánh tăng đi như vậy chắc hẳn là có đem nhiều của báo theo lắm, không biết có thể cho lão tăng xem được không? Ngài Huyền Trang, ngài rất là khiêm tốn, ngài nói dạ không, tôi chẳng có gì quý để mà khoe đó. Tôn Ngộ Không lanh lắm, nhảy lên liền: sư phụ nói dốc. Sư phụ có cái y đẹp mà sao sư phụ cũng khoe? Ông kia nghe được bắt buộc phải khoe cái y, mà chính đem cái y ra khoe, cho nên lại làm cho cái tâm của ông trưởng lão Kim đó lại sanh tâm tham cái y đó. Bởi vì lúc mà nói rằng á, sư phụ tôi từ Đại Đường tới đây có mang một tấm y rất quý. Ông già cười, tưởng gì y hả, bần tăng có cả tủ kìa. Ông mở nguyên cái tủ y ông ra cho xem. Cuối cùng những cái y của ông, trời ơi, nó đẹp, nhưng mà thiệt sự không có cái nào đẹp bằng cái tấm y của ngài Huyền Trang. Thì ông mới nói: trời ơi, lão tăng mê y lắm, thấy vải nào tốt lão tăng cũng mai y đắp hết, mà rốt cuộc lão tăng không có cái y nào mà đẹp như là tấm y của ngài Đường Tăng. Có thể cho lão y mượn một đêm được không? Rồi ông mượn cái tấm y, ông trải lên cái ghế, rồi ông đi tới đi lui, ông vuốt nó, rồi cuối cùng ông nằm, ông tưởng tượng, ông khoác cái y đó lên, ông bước lên pháp tòa, người ta trầm trồ, người ta nói: trời ơi, hòa thượng có y đẹp quá. Rồi cuối cùng phải kết giao với lại những bọn cướp để làm sao âm mưu cướp cái tấm y đó. Rồi cuối cùng cướp không được, bị Tôn Ngộ Không bay lên trên trời mượn cái lòng chảo úp cái nhà của ngài Huyền Trang lại. Bởi vì ổng tối đêm đó ổng mướn người ta tới đốt cái thất của ngài Huyền Trang ngủ, hầu thiêu sống thầy trò Huyền Trang để chiếm hữu cái tấm y đó. Thì cái câu chuyện đó nó nói rất thật cho cuộc sống của mình. Rồi cuối cùng á, Tôn Ngộ Không biết được âm mưu đó, cho nên lên trời mượn cái lòng chảo chụp cái nhà của thầy trò lại, cho nên lửa nó phát, nó cháy, nó không có cháy cái phòng của thầy Đường Huyền Tăng ở, mà nó cháy hết cái chùa. Tới hồi ông ra, ông nói: trời ơi, cái chùa tôi cháy hết rồi. Ông tức cái mình, ông đi tới lui, cột nó đè, cái cột lửa nó đè cái bó, ông chết tại chỗ luôn. Thưa đại chúng, Tây Du Ký là chuyện giả đó, không có thiệt đâu. Tây Du Ký là một bộ truyện hư cấu do người ta viết lại, dựng lên những nhân vật ở trong đó hầu chuyển tải giáo lý, đạo lý sống cho chúng ta. Bởi vì tham là một ngọn lửa, mà ngọn lửa đó mình muốn đốt người khác, nhưng mà rốt cuộc nó không đốt ai hết á. Nó chính trở lại, nó đốt nhà, đốt cửa, đốt chính bản thân mình. Những người mà người ta đi casino á, đem vô 100 mà ăn 500 mà đứng dậy đi về đâu có chuyện. Đem vô 100 mà ăn 500 nghĩ là bữa nay mình hên, chắc Phật độ. À rồi thì ở lại chơi tiếp, mà chơi xong rồi thua hết 500 đó, rồi giờ mất luôn cái vốn, cái bắt đầu muốn ở lại gỡ. Mà chính cái gỡ đó đó, không phải gỡ cái đó mà gỡ luôn cả nhà băng, gỡ nhà, gỡ cửa, gỡ hết cái hạnh phúc của mình. Quý vị thấy cái đó. Cái công năng thứ hai của mặt trời là trừ diệt những chỗ tối tâm. Người tu của ta cũng phải trừ những cái tối tâm, hận thù, đen tối, tà kiến, trược hạnh trong mình. Mỗi người chúng ta ai cũng có những lúc tối tâm hết. Có nhiều khi mình tự nói tôi sáng suốt lắm à. Con ruồi bay qua tôi biết đực biết cái. Mình nói để chứng minh là mình là người biết rõ tất cả, phải không?
Nhưng mà xin thưa trong đời của mình đó, mình đã từng lầm lỗi chưa? Có chứ. Mình đã từng vấp phải, có chứ. Mà cái gì mà làm cho chúng ta gọi là dễ gây những cái lầm lỗi nhất? Khi mà chúng ta có cái tham ở trong đó, có cái sân ở trong đó, thì nhất định cái kết quả là si mê. Cũng như nãy Pháp Hòa nói, cái vị thầy kia, vị trưởng lão kia, vì tham cái y của Ngài Huyền Trang mà rốt cuộc rồi làm một cái việc là kết giao với bọn cướp, rồi nghĩ ra cách giết người, chỉ vì một cái chuyện thôi là muốn có cái y. Cho nên quý vị đọc trong báo, quý vị thấy hoài, người ta giết người có thể chỉ vì một cái phone, chỉ vì một cơn giận dữ, chỉ vì một câu nói. Bây giờ cái mạng người nó rẻ quá trời. Chẳng hạn như có những cái nước mà gọi là lỡ mà đụng người ta rồi á, là quay xe lại cán cho chết để đền $1,500 thôi. Tại vì nếu mà người đó mà tàn tật là mình phải nuôi cả đời, còn nếu người đó chết mình chỉ có $1,500 là mình đền. Thành thứ mạng người có $1,500 à. Cho nên ánh sáng của mặt trời á, là trừ những chỗ tối tăm, thì người đệ tử Phật phải có ánh sáng của trí tuệ để trừ những cái tâm tối của lòng, của tham, của sân, của hạnh trược. Chữ trược là gì? Chữ trược là dơ. Mà ngược với chữ trược là thanh. Quý vị có nhớ trong Kinh Di Đà nói Đức Phật Thích Ca của chúng ta đang ở thế giới Ta Bà này là thế giới có mấy trược không? 5 thứ trược. Mà cái đầu tiên gọi là kiếp trược. Mà chính vì cái kiếp này nó ô, nó dơ, nó nhiễm trược, ô nhiễm, kiếp trược. Cho nên trong kiếp trược này nó có kiến trược, nó có chúng sanh trược, nó có mạng trược, nó có phiền não trược. 4 cái trược này nó nằm trong cái kiếp trược. Cái kiếp sống của chúng ta là kiếp sống của nhiễm ô. Rồi kiếp sống này cái gì làm cho mình nhiễm ô? Cái thấy nhiễm ô, gọi là kiến trược. Cái đời sống của chúng ta giành giật với nhau nhiễm ô, gọi là mạng trược. Rồi chúng ta giận tức với nhau, rồi suy nghĩ những mưu đồ mưu toan để hại nhau, gọi là phiền não trược. Phiền não trược, kiến trược, chúng sanh trược, rồi mạng trược. Cái cách sống của mình, nuôi thân mình, vân vân. Cho nên có một cái bài hát á, một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời, dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy, giật mình tỉnh ra thì nắng đã lên rồi. Có nhiều khi mình thấy nằm chiêm bao mình thấy mình chết, và trong giấc chiêm bao mình khóc thật, nhưng mà giật mình lại thì trời đã lên sáng. Tức là mình sao? Mình không có chết. Ở đây muốn nói rằng cuộc đời là như vậy, chỉ là một chiếc chiêm bao, và ngoài kia vẫn còn có nắng. Giống như hôm nay quý vị thấy trời âm u mưa, nhưng đâu có nghĩa là ngày mai không có nắng, hay lát lát chiều không có nắng. Cái thứ ba, cái công năng của mặt trời là có những kỷ luật của mình hằng xoay quanh chính mình. Người tu của chúng ta cũng phải xoay quanh cái bổn phận của mình. Tất cả chúng ta có bổn phận đó, như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Bổn phận tu nhà, tu chợ, tu chùa. Có những lúc mình vô hãng làm thì mình phải ứng dụng cái tu của mình. Có những lúc mà mình ở, có những lúc mình ở nhà thì mình ứng dụng cái tu của mình. Có những lúc mình ở chùa thì mình ứng dụng cái tu của mình. Cái tính chất thứ tư của mặt trời đó là tỏa nhiệt, nung nóng trái đất, mọi loài, mọi vật. Người tu phải làm nung nóng cái hạnh đức của mình. Cũng giống như thưa đại chúng, Đức Phật ví dụ trong kinh đó,
Cái người tu tinh tấn á, cũng giống như là cái người chèo thuyền, chèo hoài thì mới tới. Mà hễ mà dừng, mà buông tay, không có cắm chèo, thì tự gió tự nước nó đẩy thuyền mình lui. Cho nên tại sao phải tụng kinh? Ngày nào cũng tụng có nhiêu đó, mà tụng năm này qua tháng nọ, mà nó tụng để cho linh, mà sao không thấy linh gì hết? Thưa, chữ tụng đó là gì? Tức là chúng ta nung nấu, lặp đi lặp lại cái lời của Phật đó, để làm sao lời của Phật nó ở trong người của mình, và nó tăng trưởng cái hạnh đức của mình qua cái sự siêng năng của mình. Cho nên tinh tấn như lửa vậy đó, tinh tấn như ánh sáng vậy đó. Mình chùi cái kiến dơ đó, cái kiến nó bị dơ, nó bị bám bụi lâu ngày, mình chùi bụi mà lấy cái khăn lau lần nó đâu có sạch. Cứ mỗi ngày, mặc dù mình thấy kiến sạch rồi đó, nhưng mà tại sao mỗi ngày cứ đi ngang quét nó một cái? Tại vì mình, tuy mình nói nó sạch, nhưng mà cái nhẹ nhàng là nó có một chút bụi. Thì ngày nào cũng dẹp cái bụi đó thì kiến nó sạch. Cho nên mình phải làm nung nấu cái hạnh đức thiền định, làm cho cái lục căn của mình thanh tịnh. Thí dụ quý vị ngày nào cũng ngồi thiền, ngày nào cũng ngồi thiền 10 phút, 15 phút là giúp cho cái tâm mình định dễ lắm. Còn mình mà hễ mà ngồi xuống cái là ngủ, cái đó cũng định nữa đó, mà kêu đại định đó. Thành thử ra mình thành một cái thói quen là mình ngồi đâu mình cũng có thể định được, ngủ được. Cái thứ năm là mặt trời trong hành trình của nó, nó sợ nhất là mặt trăng che ám. Người tu cũng phải hằng kinh cảm thương xót chúng sanh lặn hụp trong bốn đường ác, đầy dẫy chấp thủ tà kiến phiền não, đi sai lầm đường nên phải chịu những thống khổ. Có khi mình tu làm sao mà mình không có còn biết thương ai xung quanh mình nữa hết. Đó là mình biết là mình tu trật rồi đó, từ bi của mình hết rồi đó. Thí dụ mà theo có thói quen thôi, chứ không có gì tội đâu. Mình nghe người ta nói chị có hay không, cái ông đó ông chết rồi đó. Chết rồi hả? Đáng đời. Nhiều khi mình nói một cách rất là bình thường vậy thôi, nhưng mà khi mình giật mình lại, mình nghiệm cái câu nói đó, tức là trong lòng của mình á, cái chất lượng tình thương từ bi hình như giờ nó không còn rồi đó. Tại sao mình thấy người ta chết mà nói, có nhiều khi nó vậy tốt ạ. Thí dụ vậy, mặc dù không có tội lỗi gì hết, nhưng mà mình tu tức là mình để có cơ hội mình nhìn quán lại cái cách nói của mình, cái cách sống, cái cách mà đối đáp nhanh nhẹn của mình mà nó thiếu cái từ bi như vậy. Chứ có một lần á, có một người mẹ giận quá mắng đứa con: mày đi ra đường á, tao giái cho xe đụng mày chết đi. Thì đứa con nó xây lại, nó nói: mẹ, nếu mà con thật sự con bị xe đụng chết mẹ vui không? Thì làm cho người mẹ giật mình. Tại vì trong cái lúc mình giận quá thì mình cứ nói theo cái giận của mình, mà mình thiếu cái quán chiếu. Mà thưa đại chúng, nếu mà cái đứa con đó, nó là cái đứa mà không có xả bỏ được lời nói đó, nó ở với nó suốt đời. Pháp Hòa đã từng gặp những em nhỏ, nó không có, nó sống chung với ba mẹ, nhưng mà có cái gì đó nó không gần được, bởi vì nó nhớ hoài cái câu ba mẹ nói. Hồi nhỏ nhiều khi nó làm một cái gì rồi theo cái tình thường của mình thôi. Mẹ rất là ghét con. Vậy mà cái đứa nhỏ đó cứ nhớ cái câu đó hoài trong lòng nó. Mà nó lớn lên mình nói cỡ nào thì nó cũng phải dành nhiều thời gian lắm, nó mới có thể tiêu hóa được cái câu nói đó. Và có thể nhiều khi trong cuộc sống á, mình làm cái gì nó không có vừa ý thì nó cũng đều nghĩ rằng đúng rồi, tại vì mẹ đã từng nói mẹ không thương mình. Cho nên rõ ràng nè, hôm nay mẹ cho anh cái phần đó mà không phải là phần của mình. Tại vì nó đã bị cái câu đó rồi thì nó thường dùng cái câu đó để nó định nghĩa lại, trở lại cái cách xử của mình, cái cách sống của mình.
Cho nên mình làm sao mình có được một cái sống mà mình lân mẫn với tất cả chúng sanh. Mỗi ngày Pháp Hòa nhận nhiều cái email lắm, mà toàn là những cái phần lớn là email gọi là phiền lụy của cuộc sống. Chẳng hạn như là con cái nhờ cha mẹ giúp giùm lo cho mấy đứa cháu vì sức khỏe mẹ không có, hay vì bận rộn chi đó mẹ từ chối, cái là con giận mẹ không có nhìn. Rồi có những khi trong cuộc sống con cái lỡ nói điều gì đó, cha mẹ giận không có buông xả. Rồi anh em vì cái cách xử của cha mẹ, rồi anh em hiểu lầm nhau, rồi không nhìn nhau, ổ đủ thứ hết. Thì mỗi khi mà mình thấy được những cái, như hồi trưa này tự nhiên Pháp Hòa cả thương cái đứa nhỏ đó quá. Con em nhỏ 2 tuổi rưỡi, nó dễ thương lắm. Rồi nó tới nó thăm thì Pháp Hòa ôm nó mà nó rất là dễ thương. Thì Pháp Hòa mới hỏi cháu cô hả? Thì cô đó mới nói dạ phải. Thì cô lại nói tiếp một câu là tại vì đứa nhỏ này không có ba mẹ. Thì tự nhiên trong lòng Pháp Hòa nó trùng lại. Nó trùng lại và Pháp Hòa thấy thương đứa nhỏ này mà Pháp Hòa không có dám hỏi tại sao. Và hồi trưa giờ trong bụng Pháp Hòa cứ nhớ cái đứa nhỏ đó. Rất là dễ thương, đứa con trai. Cho nên mình sống làm sao mình mỗi ngày mà thưa đại chúng, khi mà mình có được cái tình thương cho những người xung quanh đó, tức là mình có một phần có được cái Phật. Cho nên mình quy y Phật mà. Quy Phật là hướng về Phật, mà Phật là người có từ bi, thương tất cả chúng sanh. Mặt trời hằng soi chiếu tỏ rõ mọi vật, người sống phải tỏ rõ tâm của mình. Nhiều khi mình sống mình vui lắm, tức là mình cứ đi theo những cái gì mà cái tâm mình nó nói thôi, nhưng mình không có biết soi lại mình làm vậy coi được không. Cho nên ngày hôm qua ở trong chùa Hồng Ân có cái câu đối hay lắm: học vi nhân sư, hành vi thế phạm, tâm hạnh viên dung, phước tự nhiên thành. Cái bữa đón Pháp Hòa ở phi trường, vừa bước vô chùa ngay cái nhà ăn có cái cặp đối đó là Pháp Hòa chấm liền, Pháp Hòa bỏ một túi ngay. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Tức là nếu mình học để mình trở thành thầy của mọi người chưa đủ, học để làm thầy người chưa đủ, nhưng nếu chúng ta hành cái gì chúng ta học, cái đó mới thật sự là mô phạm cho thế gian. Học vi nhân sư, nếu học chỉ để làm thầy người thôi chưa hay. Cái câu thứ hai: hành vi thế phạm. Hành là thực hành đó. Hành mới là, hành mới là mô phạm, gương mẫu cho đời, cho người. Bên này đối lại: tâm hạnh viên dung, phước tự nhiên thành. Ở đời ai cũng muốn có phước hết đó. Không ai muốn mình vô phước, đúng không? Ai muốn mình có phước hết đó. Nhưng mà khổ nổi cái phước mình không có được hay là thiếu là bởi vì tâm và hạnh nó không có đi chung. Tâm là cái lòng của mình, hạnh là hành động của mình. Nếu mà tâm và hành động của mình nó đi một lượt, khỏi cần cầu xin gì hết, phước nó tự tới. Pháp Hòa ví dụ như thế này. Ví dụ như mình thấy người ta đi qua lộ, mình dẫn người ta qua cho an toàn. Mình thấy người ta đến, ta đói bụng,
mình mời người ta ăn bữa cơm, cái lòng của mình thấy người ta biết, mình biết ta đói bụng, ta ở xa tới, tự cái hành động mình nó đi theo cái việc là cái tâm mình biết người ta đói bụng, mà tại sao mình không, cái hành động là không đi lấy thức ăn cho người ta ăn, khỏi cần nói phước gì hết á, không cần phải suy nghĩ này tôi đang làm này tôi kiếm phước rồi nha, không cần. Nhưng mà cái phước mình nhận được rằng á, cái sự cảm ơn, cái sự trân trọng, cái sự cảm kích của người kia tự nhiên nó thành. Hồi nãy đi trên đường Pháp Hòa nói với em Phật tử, ở đời mình sống á, mình muốn người ta thương á khó lắm, còn mình muốn người ta ghét á dễ ợt à. Quý vị để ý không, phải không? Muốn chọc chúng chửi dễ lắm. Cứ giả bộ tới bà tám bà chín chuyện người ta là thế nào cũng có chuyện à. Cho nên muốn làm người ta thương á khó, mà muốn chọc cho người ta ghét dễ. Thế thì ở đời được người ta thương, người ta quý, sao mình không trân trọng? Người ta thương, người ta quý mình phải trân trọng. Cho nên ở trong nhà Phật á, có cái luật ăn cơm. Khi mà ngồi ăn cơm á, mà người ta mang đến thức ăn thêm nữa đó, mình chắp tay mình xá, mình để đó, mình ăn được thì mình dùng, không được thì mình lát mình chia sớt, chứ không có nói thôi dẹp đi tôi no rồi, không có nói như vậy. Ăn cơm quá đường á, lên ngồi ăn cơm quá đường, đại chúng mà người ta mang tới thức ăn thêm, không nên nói không ăn. Còn thí dụ mình thấy ở phía sau kia còn người chưa ăn, mình nói ồ bây giờ trên này đã tạm đủ, chia sớt cái dưới kia cho người ta có dùng. Tức là mình ứng xử làm sao để cho tâm hạnh viên dung. Mà khi tâm và hạnh viên dung rồi, không cần nói gì hết, phước nó tự tới. Bởi vì phước là gì? Phước là những điều kiện thoải mái mà chúng ta có. Ví dụ nè, trong cái hội trường này hết ghế hết chỗ rồi, tự nhiên mình bước vô mình thấy còn cái ghế trống đâu, nó trời đâu hên quá. Thì cái hên đó là nhà Phật kêu là phước. Tại vì mình nói hên thôi. Phước tức là những cái gì mà chúng ta có. Đang khát nước mà có một ly nước uống có phải phước không? Vậy thì cái phước của chúng ta hàng ngày chúng ta có, mà tại chúng ta không biết nhận ra thôi, chứ đâu phải chúng ta không có phước. Nhưng mà phước của chúng ta là phước từng phần. Thí dụ có người á, người ta giàu lắm, nhưng mà bù lại người ta thiếu cái phước tình cảm gia đình. Có nhiều người tình cảm gia đình tốt lắm, nhưng mà ta thiếu cái phước vật chất, tiền của gia đình thiếu hụt. Có nhiều người người ta có cái phước lắm, ta được có cái phước rất là đẹp, nhưng mà chính cái đó rồi đó, cũng có một phần ta lận đận trong đường tình cảm. Cho nên phước nó từng phần. Thì chúng ta nhớ là nhận ra những cái phần phước đó của mình và sống với cái đó, rồi chúng ta tạo phước thêm. Thí dụ bây giờ mình có cái phước có tiền của, nhưng mà ngược lại thiếu phước tình cảm. Thì bây giờ có tiền á, bố thí. Mặt khác á, thấy ai hạnh phúc đừng ganh. Tại vì mình đã thiếu tình cảm rồi mà mình còn ganh với tình cảm người khác là mình mất phước luôn. Cho nên tâm hạnh viên dung, chữ viên dung là tròn đủ, thì phước tự tới. Cho nên cái sự soi rọi lại cũng giống như là mặt trời có thể soi chiếu rõ hết tất cả sự vật. Tâm mình mà sáng suốt rồi, mình có thể nhận biết tất cả một cách nhẹ nhàng. Đời này á, mình bệnh hoài, thay vì mình buồn, mình trách, mình khổ, thời gian mà ngồi mà buồn, mà khổ, mà trách á, thì hãy dụng cái thời gian đó lo sám hối, tập tu. Tại vì đó là bệnh nghiệp. Người ta uống thuốc, người ta hết, mình uống thuốc không hết. Bệnh thân uống thuốc, bệnh nghiệp sám hối, bố thí làm lành tạo phước. Bởi vì mình có ba loại bệnh. Bệnh thân là thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh.
bệnh thân, bệnh tâm và bệnh nghiệp. Mà bệnh nghiệp là chỉ có sám hối lo tu thôi. Còn bệnh thân là uống thuốc, chẳng hạn như nhức đầu sổ mũi vậy đó. Còn bệnh tâm là tâm lý, nghi ngờ, buồn rầu. Nhiều khi không có chuyện gì rầu mà cứ lo. Giống như con bà cụ, bà có hai người con, một người bán dù và một người bán dép. Mà hôm nào mà trời mưa thì đứa con bán dù nó đắt, là tại vì người ta mua dù. Và đứa ngược lại, đứa bán dép nó ế, cái bà ngồi bà rầu. Mà hôm nào mà trời nắng là đứa bán dép nó đắt, đứa bán dù nó ế, cái bà rầu. Thà rốt của cả ngày bà rầu. Thì thưa đại chúng, hôm nay được duyên lành buổi thứ hai được gặp quý vị ở Melbourne. Và buổi nói chuyện này Pháp Hòa trích một bài kinh của Đức Phật, nói về năm sáu cái diệu dụng của ánh sáng mặt trời. Thì Đức Phật xoay qua, Đức Phật nói với chúng ta rằng nếu như mặt trời có những cái hay đó thì chúng ta cũng có thể học như những cái ánh sáng mặt trời làm được việc đó. Thứ nhất là ánh sáng mặt trời có thể làm khô tất cả cái gì nó ướt, hoặc là có thể làm cháy những cái gì có thể cháy. Thì đệ tử Phật cũng làm khô cái sự dục nhiễm, làm cháy sự phiền não. Mặt trời có thể soi chỗ tối tăm, người đệ tử Phật phải vận dụng trí tuệ để soi trừ cái sự tâm tối của lòng. Nếu mặt trời có những cái kỷ luật của mặt trời, tức là phải đi vòng, thì mình cũng làm đúng cái bổn phận kỷ luật của mình. Ví dụ như người xuất gia giữ đúng cái bổn phận của người xuất gia, người Phật tử giữ đúng bổn phận của người Phật tử. Mình là Phật tử thì mình là có bổn phận của người Phật tử, là đối với gia đình, đối với xã hội chỗ làm, đối với Tam Bảo. Đó. Rồi mình, mặt trời có thể tỏa nhiệt thì mình cũng thể tỏa nhiệt để mà ung đúc cái sự tu hành của mình. Cho nên thưa đại chúng, sự siêng năng của đại chúng á, là một cái sự ung đúc cho những người xung quanh. Thí dụ như là con cái của mình á, ở nhà mình biểu là con mỗi ngày con nhớ đi ngủ nhớ lại Phật, thì mỗi ngày mình cũng phải lại Phật để mình ung đúc, mình tỏa cái nhiệt ung đúc đứa con mình. Cứ biểu con lại lại Phật mà má ngồi coi tivi, làm sao mà mình ung đúc được nó, phải không? Rồi thí dụ như mình nói con không được nói dối nghe không, mình biểu nó con không được nói dối với mẹ nghe không. Vậy mà điện thoại reo, cái số phone gặp cái người mình không thích, mình nói bắt cái phone lên nói với cái bà đó, má không có ở nhà. Nhiều khi mình trong cái vô tình là mình làm chuyện đó mình không hay. Thay vì mình nói vậy, mình nói con bắt phone, con nói với cô đó là mẹ đang bận. Thì rõ ràng đứa con nó thấy rằng mẹ ở nhà nhưng mà mẹ bận. Còn nếu mình nói là mẹ không có ở nhà thì nó thắc mắc, mẹ đang ở đây mà tại sao mẹ nói mẹ không có ở nhà. Chúng cũng giống như mình nói mẹ đã nói với con nhiều lần rồi, không được nói tiếng Anh, ok. Nó nói chuyện với mình sao mà mẹ mình dặn con đừng nói tiếng Anh, vừa dứt cái ok. Mặt trời có cái hành trình tuần tự của nó, và mình làm sao mặt trời có thể soi rõ tất cả, trừ chỗ tối tăm mà soi sáng tất cả, thì chúng ta cũng vận dụng trí tuệ để soi rõ tất cả. Đó là cái bài kinh mà Phật nói về mặt trời. Và thưa đại chúng, Đức Phật nói rất là hay. Lý do mà mình trích những cái bài kinh như vậy á, là để nó gần gũi những cái gì trong cuộc sống của mình. Như hôm rồi ở tại Canada, Pháp Hòa nói về trăng. Phật cũng có nói những cái diệu dụng của trăng. Và Phật nói người đệ tử Phật cũng học những cái hạnh của trăng. Và Phật bây giờ Phật nói một bài kinh khác, là Phật nói những cái ánh sáng mặt trời, cái diệu dụng của nó, thì người đệ tử Phật cũng nên ứng dụng như thế nào để soi sáng như ánh mặt trời vậy.